thấm thía từng câu từng chữ với những câu nói khi xưa của bố mẹ mà bạn chẳng để tâm tới. Đừng quan tâm những kẻ hay đạo lý đặt điều sau lưng mình, bởi vì những người tài giỏi thật sự sẽ chẳng có thời gian để soi mói con. Đừng có làm gì cũng sợ xấu hổ, mất mặt, chỉ có con cảm thấy như vậy, người khác chẳng ai quan tâm để ý, cho nên làm gì thì làm, chúng ta phải mặt dày lên, xã hội không chứa chấp những người nhút nhát, sống hướng nội. Đừng quan tâm những lời phán xét của những người không liên quan đến cuộc đời con. Càng lớn, con cần phải nâng cấp bản thân mình tốt hơn. Tốt hơn ở đây không phải là trang điểm mỗi ngày cho đẹp, không phải thể hiện bản thân với người khác, mà là giúp mình tốt hơn ngày hôm qua. Người mà mẹ muốn con cưới, con có thể không cưới, nhưng người mà mẹ không muốn con cưới, thì con nhất định không được cưới. Phải độc lập về tài chính, mới làm chủ được chính mình. Trên đời này, không ai có nghĩa vụ phải tốt với con, vì vậy con nên nghĩ thế này, sự thờ ơ và lạnh nhạt là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Những ai mà đối xử nhẹ nhàng với con thì con nên trân trọng người ấy. Nếu như yêu đương không cảm thấy vui vẻ, thì con đừng kết hôn. Con đừng bắt bố phải nuôi con cả đời, đương nhiên bố cũng chẳng làm được điều đó. Đợi con lớn lên, biết tự lập cuộc sống thì trách nhiệm của bố đã hoàn thành rồi. Sau này con ngồi ô tô hay xe máy, con ăn cơm hay ăn cháo đều là cuộc sống của chính con.